cũng nói là đây bắt đầu tiến vào hầm Phú Gia nha các bạn. Hôm nay xuyên núi. Chào mừng các bạn quay lại với My Jason Channel. Hôm nay mình mời các bạn ghé coi nơi làm dầu tràm ở trên đường đi ra Huế nha. Đây là tiệm làm tinh dầu Thắng Lợi. Và đây là cây tràm nè các bạn. Đây là lá tràm nha các bạn. Lá tràm hình thù như thế này nè các bạn. Bây giờ mình bứt thử một lá nha. Mình chỉ cần dò vậy thôi. Nghe mùi lá tràm rất là thơm các bạn. Thì mình không biết là như thế nào, có những người cousin là người dân ở Đà Nẵng này nói là dầu tràm sẽ không được đem vào Mỹ, nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình check in thì mình có thể đem đi được. Và nơi đây bạn nên mua dầu tràm gọi là tinh chất, là loại cô đặc á, thì ở mấy ngoài chợ Đông Ba, hoặc nói là dầu giả thì cũng không đúng, mà nó bị pha loãng quá nhiều đi. Đây là tất cả dầu bưởi, dầu quế, dầu bạc hà, dầu chanh, dầu thắng, dầu quế, dầu xá xị, dầu thắng lợi, dầu tinh thắng, dầu bưởi. Thì tên dầu xã thắng lợi là gì? Xã. Tiệm nằm ở quốc lộ 1A phía nam chân đèo Phước Tượng, Phú Cường, Lộc Thủy, Phú Lộc, thành phố Huế. Số điện thoại là 0707 439 439 566 0966 624 66, hoặc là bạn gọi số điện thoại di động là 0905307 947, hoặc liên lạc trực tiếp vào email đó là dầu tràm thắng lợi@gmail.com, hoặc website là www.dầu tràm thắng lợi.org nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng tham khảo dầu tràm. Nếu mà các bạn cần thì liên lạc thẳng và mua để hỏi ảnh nha. Anh, dầu tràm đây có gửi ra nước ngoài được không anh? Dạ được, còn mấy chai nhỏ với lại hũ cáo cô đặc á là bảo đi được. Dạ, anh nói là mình có thể không? Mình có thể mua và gửi ra nước ngoài nếu các bạn cần nha. Thì hồi nãy mình đã cho thông tin rồi đó, các bạn có thể tìm mua trên website, người ta sẽ gửi tới. Đây là tinh dầu, dầu tràm nha các bạn. Dầu xả ở đây có thể đóng thành những cái pack như vậy. Thì mình mua, thì mình thấy là mỗi chai dầu, tinh dầu như vậy là 200.000 tiền Việt Nam nha các bạn. Và nếu mà tinh dầu như vậy thì là 300.000 các bạn. Gồm có dầu cinnamon, dầu mint và dầu oil, tinh dầu nha các bạn. Ok, mình sẽ cho các bạn tham quan sơ về nơi trưng bày bán tất cả các loại dầu. Đây, mọi người đang mua tinh dầu. Cho thử một miếng tinh dầu được không vậy? Cho thử một miếng tinh dầu, dầu nào hiểu lên tay. Cái này dầu gì vậy em? Tinh dầu tràm. Tinh dầu tràm nha các bạn. Wow, thơm dữ vậy. That's good. Dầu cô đặc nha các bạn. Thì theo mình nói là nếu mua ở chợ thì bạn sẽ không tìm được tinh dầu cô đặc như vậy. Cái này là anh Phụng chở tới tận lò làm dầu tràm luôn, là lò Thắng Lợi. Bây giờ mình tiến qua, lát mình hỏi ảnh coi cách nấu dầu tràm sơ sơ cho các bạn thấy nha. Anh có hành về dầu tràm nữa không anh Phụng? Dạ không. Không mà lát đi hỏi ảnh trước đây. Nè. Xin lỗi, chị tên gì vậy? Chị
Dạ, chị sẽ nói sơ sơ về cách làm tinh dầu tràm nha. Các lá được cắt và để khô, rửa sạch và để vào nồi nấu. Mình nấu khoảng bao lâu vậy chị? Nửa tiếng sôi. Chạy qua đó. Rồi, chiếc ra là dầu qua đây các bạn. Rồi còn cái bình bự này là gì vậy chị? Thì chị nói á, nếu mà cần nấu số lượng lớn thì là cái bình bự này, còn nếu mà số lượng nhỏ đó ít á, thì mình nấu chỉ thường thường chỉ nấu một số lượng nhỏ này, nếu mà người ta đặt hàng nhiều á thì sẽ dùng cái lò bự để nấu. Đó thì lá được nấu và ninh rất là thời gian khoảng bao lâu vậy chị? Thường thường là nấu mình ninh như vậy là khoảng bao lâu? Ninh từ sáng tới trưa một cái lò nhỏ như vậy nha các bạn. Thì nó thường thường nó ra được bao nhiêu, một bình là khoảng bao nhiêu? Tinh dầu á? Tinh dầu mà ra dầu được á? Không không, một lượng mình thâu được á là sau khi nấu. Còn nửa chai nửa lít thôi. Nguyên một cái bình này cái nửa chai nửa lít thôi. Các bạn thấy công phu không? Một cái bình bự này lá đầy nấu ra chỉ có nửa lít dầu tràm thôi nha các bạn. Nửa chai nửa lít. Vậy là một nửa của nửa chai nửa lít nha các bạn. Cho nên nó rất là cô đặc. Thì mình đã nói là nếu các bạn cần mua dầu thì cứ vào cái trang web hồi nãy mình đã nói á, mua trực tiếp rồi ở đây người ta sẽ gửi thẳng qua nước ngoài. Dầu rất là thơm. Rất là thơm tại vì nó là tinh chất á, là dầu cô đặc á. Em cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ. 500 là 3 lọ. 540 3 lọ mà mua lẻ thì nó giá là 200. Nếu mà mua một cái package vậy là được thêm một chai tinh dầu hoa nhài nha. Một cái keo keo xe ô tô. Rồi thêm một cái keo xe ô tô nữa. Rất là nhiều loại, các bạn có thể đăng ký mua trên trang web, người ta sẽ gửi qua cho mình nha. Em tên Quyên, lại đây Quyên dễ thương quá, dụ mình mua hết một đống tiền. Đây, mua 2 set này luôn. Chim Minh Quyên Chim Đại Bàng. Dụ Chim Đại Bàng, nói chung là nè, tới đây nè, gặp bé Quyên nè, rất là dễ thương, hiền. Tận tình, nói rõ ràng cái nào không đem đi được Mỹ và cái nào đem đi được thì mình quyết định là mua cao dầu của dầu tràm. Thì đó. Rồi các bạn cũng nên mua cái dạng mà 600 như vậy tặng được cái chai dầu nhỏ, còn hơn là các bạn mua từng hộp nhỏ thì chỉ có 180 thì không được tặng quà. 4 hộp thì chỉ có 150 thôi mà được quà, mua lẻ thì là không được. Đó vậy đó. Thì thôi, sau khi bị bé Quyên dụ là mình mua một túi bự hết bao nhiêu tiền, 1 triệu mấy. Tiêu. Nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo các bạn ơi. Nếu mà tới đây mà bạn không thưởng thức trà tràm thì thật là một điều hối tiếc nha các bạn. Thì mình tận dụng rót một bình một ly trà tràm và mình sẽ lấy một cái bình nước mình rót trà tràm thêm nữa. Ở đây một ly trà tràm. Thơm quá các bạn, trà tràm nha. Chim hót hay quá. Ủa con chim hót bà kêu thành ỏ o là sao vậy? Con này con sáo con gì ạ? Hello. Ok, bây giờ tiếp tục đi Huế. Mọi người trong xe bây giờ đã trở thành bà đẻ. Thơm mùi dầu tràm. Ai cũng xích dầu tràm lên thành bà đẻ rồi. Mình thì rất là tiết kiệm, cho nên mình vứt dầu xả, dầu gì cũng vứt lên cái cổ mình đó. Mà mình đang bị đau cổ. Cái gái mình bị đang đau nên dầu tràm, dầu gì đưa. Chắc là nó giờ người mình đủ mùi á.
chính pháp tác giả Nhật Hoàng của nhạc sĩ Nhật Thanh là đây. Đây nè, ra tới quanh đây luôn. Giờ đã khuất nhà cửa để chuyện chúng ta tham gia nè. Để qua tới cái khu mà có cái cầu này mình sẽ thấy rõ hơn. Pháp tham gia đây. Tam Giang nha, Tam Giang. Giang nha, Tam Giang nha các bạn. Thấy ngọc thành Tam Giang nha. Ba dòng sông. Cậu mình nói là ba dòng sông ba nhanh. Tam Giang. Ba Tam Giang. Tam Giang là ba Tam Giang. Thiếu chuyện ghê gì vậy? Ghê thôi. Tạm thiệt. Thiếu chữ gây là thành phá tạng giang. Và nếu cái chữ gây là làm thường là phá tạng giang nha. Mới đấy rồi bắt đầu mọi người đã tới Huế, thành phố Huế rồi nha các bạn. Dạ biết đâu. Có cái chùa gì đây? Đại Vinh Pia. Thầy mong thầy mới. Trời ơi, không có thời gian đi ăn mà đi cà phê nè. Ốc ơn. Ok, bắt đầu đi ăn bánh canh Nam Phổ. Nghe anh tài xế nói rất là ngon. Loại là bình dân thôi. Ăn thử rồi chiều mới đi ăn tất cả các loại bánh. Sau khi quyết định thì Nga và Hương thì cuối cùng Hương vẫn là người chính. Nghe cô MC nhỏ xinh xắn dặn vào quán Hương. Cái quán này thì hơi bụi nha các bạn, nhưng mà anh tài xế nói khá là ngon. Có bánh canh Nam Phổ thì mình vào ăn ăn bánh canh rồi lát sẽ đi ăn tiếp các loại bánh bèo, bánh nậm, bánh đồ. Thấy không? Chị cũng có là tự order bằng mã nè, thấy chưa? Có bán chả, cua, sỉ và lẻ, có nhận đặt bánh lọc. Đây là quán Hương, chị tên Hương hả chị? Đây chị Hương. Em cũng tên Hương đó chị. Đây. Quán rất là dễ thương, ngồi theo kiểu là Việt Nam mí. Đây là bảng giá. Cua rời chả. Đây là bảng giá các bạn. Đây là con số phone đó, các bạn có thể gọi và tới đây nha. Tức là các loại nước kia khác. Nem Huế, để cậu Bình mở ra Nem Huế coi sao. Đây, đây nè, đây. Sao cậu Bình? Ngon không cậu Bình? Ngon. Chả gì vậy cậu Bình? Chả cua. Chả cua, ngon. Cậu mình nói ngon là ngon nha. Kêu anh bắt tài vô ăn, không biết anh ăn không. Mà nãy giờ thấy anh ngại, anh không ăn chung.
Cái mặt mình là phải tiếng Cúc nha. Cúc ơi, ở Huế đặc thù lên là người ta ăn thịt hàng, ăn mấy cái canh canh là ok, Hương, theo Hương nói thì ở Huế á, là đặc thù là ăn những cái quán nhỏ nhỏ như vậy nó mới vui. Đây là bánh cua, bánh canh giò, cua giò. Cậu mà này bánh canh cua hả? Cua với chả cua. Cua với chả cua. Đây là gia đình. Cái này không phải là bánh canh chả. Ngồi ghế súp nha các bạn. Ok, cái này là Hương đang ăn chả. Chả này thì ăn sao Hương? Chả ăn với cái canh. Chả ăn với tỏi hả? Còn sao phải chấm muối nữa? Chấm hết trơn, mặn hơn một chút có tiêu. Ờ, có tiêu, ăn chả, tỏi, tiêu. Khác, cái này là nem, còn cái này là chả. Ok, ăn chả trước, lát ăn nem sau. Nem nha. Hương nói là phải ăn với tỏi. Cái này là chả đó. Cái này chả ăn với tỏi. Nói chung là ăn để bánh cánh đâu mà nó tăng cái tình giác đấy. Tỏi hả? À, ok, Hương nói là ăn tỏi là tại tránh bị đau bụng và tăng vị giác nha các bạn. Nem gì vậy? Nem Huệ à? Ok. Em là một tô cua rời không thôi, không chả nha. Rồi, chị có rời. Cái này là có giò mà phải không? Rồi giò. Cua rời, chả nhiều rau, chả thẳng. Chả này nè. Ok, thì mình sẽ bỏ một chả vào trong bánh canh và một cái màng thông giống như Hương nói. Thì ở đây, chả này thì vừa ăn với tỏi nha các bạn. Chả ngon, ngọt, nó thơm lắm. Và ăn thử tỏi nha. Nhưng khi là có bao giờ ăn trước đâu. Ngon. Ngon. Cho bánh canh mình đây. Thì cũng nước Úc nhưng mà không có chả thôi. Có cái giò. Mình nói bánh canh rời, cua rời và có giò. Mình bỏ cái chả mình vô, chìm vô để lát nóng ăn thử. Coi có vị khác nhau như thế nào nha các bạn. Cái này gọi là bánh canh Nam Phổ. Nó hơi sệt. Cái con hôi, con hôi, hôi, hôi. Ok, có miếng cua nè các bạn. Theo Hương nói là phong tục đang phải bỏ trứng cút vô nữa. Theo cô bé Hương nói là ăn bánh canh phải bỏ trứng cút vào. Mình đã lột hai trứng cút và bỏ vào đây rồi. Ăn thử ra ra sao nha các bạn. Có nước nước là đây trứng cút. Cái mì ngon á. Cua nãy mình ăn ngon rồi, giờ ăn thử miếng chả mà ngâm trong cái nước bánh canh rồi như thế nào nha các bạn. Đây. Chào Huế. Ngon quá. Ngon quá. Sau khi nãy mình bỏ chả vào trong bánh canh thì mình thấy ăn không vậy vẫn ngon. Thì mình sẽ kẹp tỏi. Cuốn là cái, bỏ vô miệng hết ạ. Ăn kèm với tỏi thì bắt mùi hơn nha các bạn. Cái này là giò heo nha các bạn. Mềm ngon, bánh canh. Bánh cua. Cua. Ngon quá. Thịt heo thì cắt miếng bự. Cua các bạn, cua tươi. Ăn tô nhỏ, ăn xong đi kiểu bụng ăn món khác. Mắc cỡ giữ eo á, khổ. Thái thì giữ eo, giữ eo vòng 1 thôi. Tao quên vòng bụng là vòng mấy, tao vòng 2 à. Vòng 1 hay vòng 2? Vòng 2. Nên mình đang build cái bụng bự lên.
sữa đậu nành nóng các bạn. Thì giống như mọi người nói, cái bánh này người ta làm dài kính vậy, chứ không phải là loại bột kia làm mềm. Xin lỗi nha, múc cái muỗng này khó chịu quá, rất là khó chịu, ăn uống gì kỳ quá, tao phải uống cả tô húp mới được. Rất lèo quá ngọt. Sạch đi nắp hột cái nhãn nữa các bạn. Nhãn này nó hơi khô khô vậy ta. Nhãn này nhãn gì vậy? Nhãn này Phương gọi là nhãn lọc Huế. Nhãn này gọi là nhãn gì vậy chị? Hả? Nhãn lòng Huế. Thì ăn thử coi nó khác biệt với trong Đà Nẵng như thế nào nha. Không, nó không ngọt bằng ở trong Đà Nẵng các bạn. Thì cái hột hơi to, cũng không thơm lắm. Ở trong kia mình ăn thịt nhiều hơn không? Nó thơm toan toảng thôi chứ nó không thơm đậm đà bằng kia. Nó tùy theo mọi người sở thích thôi. Nói chung là mình ham ăn nên cái gì thịt nhiều hột ít thì mình ăn nhiều hơn. Hơi lạc tiếp. Nhưng mà như thế nào đi nữa mình cũng phải ăn sạch sạch nữa. Không nên ngưng. Mình là giống như mấy video trước mình nói mình là cậu máy ăn uống, các bạn biết rồi. Bao nhiêu đưa vô cũng ăn hết. Xong. Xong. Đó. Sữa nành. Xong. Ok, đây là nước đậu ván nha các bạn. Được ăn lên mà nấu ra. Thơm. Sao nghe mùi thơm thơm, mùi cà phê quá vậy ta. Cũng thử nha. Wow. Đắng giống như cà phê nước lợ đó các bạn. Đắng. Cũng không. Giống như là mình đắt, giống như uống thù đỏ vậy các bạn. Giống cà phê rang vậy các bạn. Xong. Khó bản quá, nò quá rồi. Nó cái mặt mình mập như mập bự như cái mâm. Rồi có bạc nhiều quá. Già rồi các bạn. Hương nồi ngừ, cầu chân tiền đấy. Cầu gì? Chân tiền. Chúng tiền đấy nè.